Xin chào anh em, mình là Chiến. Hôm nay Chiến lại giới thiệu cho anh em một dòng tủ CSBS nữa. Dòng tủ này được chuộng vì thiết kế và vì cái thông dụng của nó và chế độ hành rất là tốt. Như anh em thấy trước mặt anh em đây là mỗi tủ dạng là 10 ngăn, 5 ngăn lớn và 5 ngăn nhỏ. Về tổng thiết kế thì anh em thấy bề ngang nó đến là 1m3, bề ngang đến 1m3 và chiều cao khi mà gắn bánh xe vào rồi nó lên đến 1m. Thì mình có thể xem là mình ứng dụng vô những cái công việc để trong nhà xưởng hay để trong gara ô tô, mô tô. Rồi anh em có thể mua về nhà anh em đựng đồ vẫn được nha. Những ngăn ra vâng cái ngăn kéo rất là sâu và rất là to, anh em có thể ứng dụng vô nhiều công việc khác nhau. Những cái ngăn này thì thiết kế khoảng chịu đựng 45kg anh em ha. Rất là tốt. Mình có thể yên tâm với những cái ray kéo này được bảo hành chính hãng tới 12 tháng. Ngăn nhỏ thì anh em sẽ đựng những cái đồ mỏng, ngăn lớn anh em đựng những đồ dày dày ha. Và ngăn cuối cùng là những ngăn cái ngăn to nhất nè, đựng quá chừng đồ luôn. Nó sâu thì khoảng đến là nó sâu đến 20 luôn nha anh em ha, sâu đến 20 và rộng khoảng 50. Oh my god. Wow. Đó. Ngoài ra thì phía bên đây thì vẫn có những cái ngăn nhỏ cho mình ứng dụng những cái đồ nhỏ và anh em phân biệt đồ riêng ra. Đó. Rất là tiện lợi. Và độ sâu nó khoảng là 10 nha anh em ha, khoảng là 10 cm nha anh em ha. Đó, anh em để rất là tiện lợi, 5 ngăn luôn. Và chế độ khóa thì chế độ khóa rất thông minh nha anh em ha. Khi mà anh em cuối ngày anh em về nhà nghỉ ngơi thì anh em có thể đẩy hết này vô. Rồi anh phép anh em thấy khóa một lần là khóa hết luôn. Chỉ một khóa thôi. Dành cho anh em mà thích kiểm soát tốt á, anh em cuối ngày anh em bỏ đồ hết anh em khóa là một lần luôn. Ngày mai làm việc lấy ra thôi. Và phía trên thì tủ sẽ trang bị cho mình thêm một cái mặt gỗ sò đó, gỗ ghép rất là tốt đây nè, gỗ ghép nha, rất là tốt, dày đến 3 phân nha anh em ha, mình có thể để đồ lên đây, rất là đẹp luôn. Rồi tủ này đang bán tại Store 1 nha anh em ha. Cái những cái ray trượt này hãng sẽ bảo hành cho mình 12 tháng, với lỗi kỹ thuật thì anh em sẽ được hỗ trợ là sửa chữa hoặc là đổi cái mới luôn. Ở đây anh em ha. Theo cái thông số yêu cầu của hãng là theo thông số yêu cầu chịu lực của nó nha anh em ha. Anh em cứ để cho những cái trọng lực mà yêu cầu của hãng là không quá là được rồi anh em ha. Rồi thì hôm nay Store 1 sẽ thông báo cho anh em khi mà anh em mua những cái dòng tủ CSBS tại cửa hàng mà Chiến đã giới thiệu thì anh em được free ship nội thành phố Hồ Chí Minh luôn, free ship miễn phí ra nội thành phố Hồ Chí Minh anh em ha. Với tủ này phí vận chuyển của anh em có thể lên đến là 600.000 nha anh ha, tại vì nó to đó. Thì Store 1 sẽ hỗ trợ giao tận nơi cho mình luôn đó. Ngoài ra anh em sẽ tặng thêm một món quà trị giá rất là to luôn nè anh em thấy. Store 1 sẽ tặng cho anh em thêm một món quà gọi là bộ lục giác của hãng Fuya. Bộ này lục giác là lục giác bình thường nha anh em ha, và từ số 1,5 đến số 10 ly luôn nha, và giá trị của nó đến 423.000 lận anh em thấy. Rồi được free ship và được tặng quà nữa, anh em còn chần chờ gì nữa, nếu mà anh em đang có nhu cầu mua ngay tủ này anh em ha, Chiến sẽ hỗ trợ anh em nữa khi mà anh em đến cửa hàng. Và đừng quên mức giá là hiện tại thì chỉ có 11.550.000 anh em ha, đã bao gồm V. Bao gồm V luôn, xuất OTR luôn cho công ty của anh em luôn. Rồi. Như vậy thôi, anh em nào mà đang có ý định mua chạy ngay đến cửa hàng anh em ha, chạy ngay đến cửa hàng số 234 đường Bình Thới, phường 10 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Chiến sẽ đợi anh em ở đây và tư vấn cho anh em thêm nữa. Sẽ có thể là mình không thích dòng này mình chọn dòng khác. Rồi, mình là Chiến, xin chào và hẹn gặp lại anh em.